2021 xem ra không phải là một năm suôn sẻ với các sao nam, khi làng giải trí nào cũng có kha khá năm thần ngã ngựa. Chúng ta đây cũng chứng kiến hàng rổ phốt với hai chàng ca sĩ hạng A nào đó. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta cứ tạm gác các sao Việt sang một bên để cùng điểm qua liên hoàn phốt của dàn Mỹ Nam Hoa Hàn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Teenager và hãy bắt đầu thôi! 1. Kim Ji-su. Chăm chỉ diễn xuất và nâng cao khả năng qua từng vai diễn, nam phụ quốc dân Kim Ji-su chiếm được đông đảo tình cảm của khán giả. Thời điểm mùng 3 tháng 3, bộ phim Sông Đón Trăng Lên của Kim Ji-su và Kim So-hyun ra mắt, liên hoàn phốt bạo lực học đường, quấy rối tình dục bạn học của nam diễn viên bị bóc mẽ. Công chúng không thể nào bàng hoàng được hơn nữa với quá khứ bất hảo mà Ji-su đã trải qua. Từ ngôi sao trẻ tiềm năng, anh trở thành tên xấu xa bậc nhất trong mắt công chúng Hàn Quốc. Ngay sau khi lùm xùm bị khui ra, Ji-su đã phải viết thư tay và mong có thể quỳ gối xin lỗi những người đã bị anh làm tổn thương khi xưa. Sau đó, anh nhanh chóng thông báo đi nhập ngũ trước sự chỉ trích ngày càng nặng nề của khán giả. Chưa hết, anh còn bị nhà sản xuất Sông Đón Trăng Lên đòi bồi thường vì đã làm ảnh hưởng nặng nề đến đoàn phim. 2. Junho, Đông Bang Shinki. Junho là thành viên lắm tài nhiều tật của nhóm nhạc nam đình đám Đông Bang Shinki. Trong tháng 3 2021, nam thần tiếp tục gây thất vọng cho người hâm mộ khi bị tố giác cố ý không chấp hành quy định cách ly xã hội trong giai đoạn dịch Covid-19 ngày một phức tạp tại Hàn Quốc. Nam ca sĩ cùng bạn bè tụ tập quá 12 giờ đêm tại một cơ sở giải trí người lớn, hoạt động bất chấp hợp pháp tại Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul. Anh chàng đã cố chạy trốn khi bị lực lượng cảnh sát sờ gáy. Scandal xảy ra khiến Junho chính thức bị ngừng ghi hình tại show thực tế Kingdom. Đến thời điểm mùng 10 tháng 3, Junho vẫn tiếp tục chịu sự chỉ trích lớn từ dư luận, dù cho anh đã đăng tải lời xin lỗi. Đáp lại, nhiều ý kiến còn bày tỏ bức xúc, gửi lời yêu cầu đến công ty quản lý của Junho là SM Entertainment loại bỏ anh ra khỏi nhóm Đông Bang Shinki. 3. Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm là một trong những ngôi sao mở bát cho cuộc thanh tẩy diện rộng giới nghệ sĩ Trung Quốc, vốn từ lâu đã được biết đến là một playboy thứ thiệt, đào hoa có tiếng khi cặp kè với nhiều hot girl mạng, sao nữ, Bạch Phú Mỹ. Tuy nhiên, chỉ đến khi hot girl 19 tuổi Đỗ Mỹ Trúc lên tiếng tố cáo anh với hàng loạt tội danh chấn động như trước rượu, tuyển phi, dụ dỗ fan girl, bắt cá nhiều tay, bạo lực lạnh, hiếp dâm trẻ vị thành niên, thì vụ việc mới nhanh chóng gây rúng động khắp làng giải trí. Thậm chí lần lượt hơn 20 hot girl khác cũng lên tiếng vạch trần cựu thành viên EXO với những tội trạng tương tự. Sự việc nghiêm trọng tới mức cảnh sát Bắc Kinh phải nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả, tháng 8 2021, Ngô Diệc Phàm chính thức bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi tội hiếp dâm. Sau khi điều tra, nam diễn viên điển trai còn vướng vào cáo buộc sử dụng ma túy và lừa các cô gái sử dụng chất cấm. Để theo dõi toàn bộ diễn biến vụ việc, hãy click vào link video bên trên nhé. 4. Hoắc Tôn. Nổi lên từ Sing My Song 2014, Hoắc Tôn là nam ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên có tiếng tại Trung Quốc. Mới đây, một cô gái có tên Trần Lộ bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội khi tiết lộ là bạn gái 9 năm của Hoắc Tôn và đồng thời bóc mẽ hàng loạt thói xấu của hoàng tử Cố Phong như phụ bạc, bạo lực, qua lại với những cô gái khác trong thời gian hai bên hẹn hò. Ngoài ra, Trần Lộ tung nhiều tin nhắn riêng tư của nam ca sĩ với bạn bè, cho thấy anh có thói quen miệt thị phụ nữ, nói xấu đồng nghiệp, rủ bạn bè xuất ngoại săn gái. Màn bóc phốt kèm chứng cứ xác thực từ Trần Lộ làm công chúng ngỡ ngàng khi Hoắc Tôn vốn gắn liền với hình tượng hiền lành, kiệm lời. Từ đây, hình tượng của Hoắc Tôn cũng sụp đổ và anh hứng chịu chỉ trích nặng nề. Sau tất cả, vào ngày 15 tháng 8, nam ca sĩ xin lỗi công chúng và tuyên bố nghỉ hưu non ở tuổi 31. 5. Trương Chết Hạn. Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, tên tuổi của Trương Chết Hạn bạo hồng nổi tiếng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, Trương Chết Hạn mất trắng 10 năm nỗ lực vì những hành động trong quá khứ. Ngôi sao của Sơn Hà Lệnh bị ném đá kịch liệt trước bê bối liên quan tới lịch sử chính trị khi hình ảnh của anh xuất hiện tại những địa điểm nhạy cảm tại Nhật Bản được đào lại. Ngày 15 tháng 8, sự việc lên cả đài truyền hình CCTV và nam diễn viên chính thức bị phóng sát. Nam diễn viên cũng bị hàng loạt fan cứng, nhân viên cũ bóc mẽ mắc bệnh ngôi sao, thái độ hạch sách, diễn sâu để lên hot search. Cộng đồng mạng tiếp tục phát hiện hàng loạt bê bối của nam diễn viên 9X điển hình như sàm sỡ, quấy rối bạn diễn Cúc Tịnh Y, phát ngôn vạ miệng, bị tố vào đại học danh tiếng bằng cách đi cửa sau. Những điều này cũng đồng nghĩa sự nghiệp của Trương Chết Hạn chính thức chấm dứt ở tuổi 30. 6. Lucas Hoàng Húc Hy. Sau Ngô Diệc Phàm, một gà cưng nhà SM khác là Lucas Hoàng Húc Hy, sinh năm 1999, cũng bị réo gọi với loạt cáo buộc tình ái chấn động không kém. Vào đêm 23 tháng 8, Hoàng Húc Hy bất ngờ bị một tài khoản trên mạng tự xưng là fan girl kiêm người tình bí mật bóc phốt. Không chỉ một mà đến tận 3 người hâm mộ tố cáo Lucas có hành vi liên lạc riêng tư, yêu đương cùng lúc với nhiều fan hâm mộ, voi qua người yêu, nói xấu các thành viên trong nhóm, bất mãn với chương trình. Từng được đánh giá là thành viên nổi bật nhất NCT bởi vẻ ngoài hào hoa, tính cách hài hước. Chính vì thế, scandal tình ái chấn động này đã khiến hình ảnh của anh chàng trong mắt người hâm mộ bị sụp đổ hoàn toàn,
Chưa kể, loạt thương hiệu, nhãn hàng đã có động thái quay xe ngay lập tức. Sự việc này khiến sự nghiệp của nam idol lao đao, bản thân Lucas và công ty chủ quản SM Entertainment phải lên tiếng xin lỗi, tạm dừng toàn bộ hoạt động trong thời gian tới. 7. Park Yoo-jun, JYJ. Sau liên hoàn phốt bắt nguồn từ năm 2016, nguồn tin mới nhất từ Hàn Quốc ngày 28 tháng 8 cho biết, người quản lý lâu năm của Park Yoo-jun tiếp tục có lời tố cáo tiết lộ về cuộc sống cá nhân hỗn loạn của cựu thành viên nhóm JYJ. Lần này, công chúng sốc nặng vì số lượng người liên quan. Không chỉ vậy, còn có tình tiết gây tranh cãi. Sau khi scandal tái nghiện ma túy cờ bạc của nam ca sĩ nổ ra, Park Yoo-jun không hề có thái độ ăn năn tự kiểm điểm bản thân. Thay vào đó, cuộc sống tình cảm của anh phong phú hơn rất nhiều. Anh có tất cả hơn 50 người bạn gái. Không chỉ vậy, còn sống chung cùng một người phụ nữ đã có chồng. Trước đó, phía công ty Riccielo tiết lộ chi tiết cựu thành viên JYJ từng đánh bạc xuyên quốc gia từ Macau, rồi sau đó cố gỡ gạc lại ở Philippines. Trước những ồn ào này, nam thần tượng hoàn toàn im lặng, mặc cho dư luận đang chờ đợi một lời giải thích rõ ràng. 8. Kim Son Ho. Gần đây, làng giải trí Hàn Quốc tiếp tục đón nhận cơn lốc drama mang tên Kim Son Ho. Theo đó, nửa đêm ngày 17 tháng 10, Kim Son Ho bị bạn gái cũ tố cáo hành động ép cô phá thai, thường xuyên chê bai nói xấu tiền bối và xây dựng hình ảnh hiền lành, giả tạo trước công chúng. Vụ việc gây rúng động dư luận khiến buổi phỏng vấn bộ phim Hometown Cha 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 phải hủy bỏ. Dù đã lên tiếng xin lỗi, thế nhưng lùm xùm tình ái và đạo đức nghiêm trọng đã khiến hình tượng bạn trai quốc dân của anh chàng hoàn toàn sụp đổ. Trước đó, Kim Son Ho được khán giả biết đến là nam nghệ sĩ có niềm say mê về diễn xuất, chân thành trong tình yêu. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, vũng lầy scandal đã khiến anh gắn liền với biệt danh tài tử dối trá. Tuy nhiên, điều đáng mừng duy nhất là cả ba bộ phim mới của Kim Son Ho, Sad Tropics, Dog Days, Two O'Clock Date đều chưa khởi quay nên vẫn còn kịp chọn lại nam chính. Và đó là những scandal để đời của các sao hoa Hàn năm 2021 này. Hãy cùng theo dõi và đưa ra ý kiến và cũng đừng quên like, share video, sub kênh để ủng hộ Teenager nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.